Bởi vì em, anh mới yêu tập thể thao. Anh đã dành hết thời gian của em rồi. Cộng thêm hóa đơn của anh, em chính thức trở thành huấn luyện viên đắt nhất của DBC. Loại luôn cả IC. Cuộc thi quyền thái hả? Đúng là có ý tưởng mới á. Tôi cảm thấy giải đấu nên chia làm hai dạng. Trên 25 tuổi một nhóm, dưới 25 tuổi một nhóm. Phụ nữ nào cũng có thể tham gia. Tôi đợi chị knock out đám thím hai. Hai mươi mấy năm qua, đều nhờ em quản lý nhà hàng. Em vừa bỏ đi, tất cả đều sụp đổ. Thực tế anh là một kẻ vô dụng. Anh hai, cái đầu em á. Cái gì nữa? Lo cho em thôi, bà nói thẳng thà anh Cường dọn tới chỗ cha con anh ở. Hả? Bất ngờ không? Nếu 20 năm trước anh hẹn em, em nghĩ chắc chắn em sẽ mừng đến chết. Đến cuối cùng, em cũng lơ là với anh. Hay là chúng ta làm lại từ đầu đi.